Người dân tại khu vực cho biết, khi họ đang ngủ thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Lúc này, xe tay ga Airblade nằm trên đường Hai Bà Trưng bốc cháy. Hai thanh niên cách đó vài chục mét đã tử vong. Do sức nổ, nhiều mảnh cơ thể đã bị phá nát. Nhiều ngôi nhà xung quanh cũng bị ảnh hưởng, như cửa kính bị rạn nứt, nhiều cánh cổng bằng sắt, gỗ cũng bị hư hỏng, xô lệch. Hai nạn nhân được xác định chuyên làm nghề cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Đến chiều nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đưa xe máy về trụ sở cơ quan để điều tra. Người dân tại đây cho biết rất có thể là do mâu thuẫn cá nhân dẫn đến việc sử dụng mìn gây nổ. Trước đó, ngày 1 tháng 12 năm 2012, tại Bắc Ninh xảy ra vụ nổ xe máy Dream khiến một thai phụ và một cháu bé tử vong. Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân là do có người cài mìn vào xe máy.